Đây máy bay có GPS nha các bạn. Khi mình buông cái remote ra thì nó vẫn đứng được một chỗ ha. Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ test cái máy bay FW450 ha. Thì cái mẫu máy bay này là 6 kênh đó. Bây giờ trước khi hoạt động đó, thì chúng ta sẽ cho cánh nó thẳng ra ha. Sau đó các bạn sẽ mở cái tay điều khiển lên đó, bấm giữ hai nút này mở lên. Sau đó chúng ta ghim pin ra. Gạt lên xuống. Ok đó, servo nó đã hoạt động rồi ha. Sau khi servo hoạt động rồi đó thì các bạn sẽ gạt cái nút xuống cái thanh GPS. Thì các bạn để ý đây nè, hiện tại quay gần lại các bạn nhìn cái đèn nè, đó nó cái đèn đang màu hồng ha. Thì mình sẽ bật sang GPS thì cái đó khi đó đèn nó sẽ chớp màu vàng. Và các bạn cứ đợi một chút xíu nó sẽ tự định vị GPS thì cái đèn này nó sẽ chớp xanh ha. Bây giờ trong quá trình chờ đợi thì mình sẽ lắp cái body vào. Đó, đó thì các bạn thấy đèn nó đã chớp xanh rồi đó, em quay gần lại. Đó, thì khi đèn nó chớp xanh nè thì chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác nữa, đó là kéo xuống gạt qua trái thì đó đèn trên đây nó sẽ chớp đó. Khi đèn xanh trên đây nó chớp rồi đó thì nó đã định vị được GPS và chúng ta sẽ bắt đầu khởi động. Thì khi khởi động các bạn sẽ gạt cái nút xuống nút run ha. Bây giờ mình sẽ gạt thì máy bay nó sẽ bắt đầu quay cánh. Rồi quay cánh nha, đứng xa xa. Ủa sao trong video á mình thấy 5 cánh quay thôi chứ không có thấy không thì bình thường. Nó đứng một chỗ do là trời hơi gió chút xíu ha các bạn. Không chưa anh?
Ủa chứ thả xuống phải quay chúng anh chứ sao? Nó xuống thì chỉ được sao? Cái chiếc kia bay chưa? Chiếc này là chiếc đó nè. Đó thì khi các bạn mà hạ ga xuống á thì chúng ta sẽ đẩy nút stop lên. Khi mà máy bay đã đáp cánh xuống thì chúng ta ngắt ga bằng cách đẩy nút stop lên thì máy bay sẽ ngừng hoạt động ha. Đó, và mỗi lần khởi động á thì bạn sẽ phải kéo cần ga xuống rồi gạt sang trái ha. Đèn này nó chớp thì nó mới cho hoạt động. Còn nếu mà đèn này mình đèn xanh nó đứng á, chúng ta kéo nút rin thì nó không hoạt động. Còn những cái chế độ khác á thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn sao ha. Đó, do ở đây là dây điện quá nhiều với lại là có cái cột sóng này nè, nên là những cái chế độ đó thì mình sẽ biểu diễn sao cho các bạn xem ha. Thì nói chung pin này thì nó bay khá là lâu, nhãn sức thì báo tầm khoảng 15-20 phút á. Thì đối với máy bay 6 kênh thì con này thì nó bay như vậy là rất lâu nha các bạn. Đó, và lưu ý là khi mà chúng ta muốn thực hiện chức năng quay về á, thì chúng ta sẽ bật lên nút home thì nó sẽ tự động quay về ha. Đó, còn khi chúng ta chuyển sang 3D chúng ta bật xuống nút 3D. Đó, thì những chức năng trên remote mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sau. Lưu ý khi hoạt động xong ha, chúng ta vui lòng là tháo cái body và rút cái pin ra trước nha các bạn. Đó, các bạn tháo cẩn thận ha. Đó, sau khi hoạt động lại cái cục EC60A này nó sẽ nóng nè, motor nó cũng nóng nè. Đó, chúng ta sẽ rút ra, sau đó chúng ta sẽ bấm hai nút này để tắt remote. Rồi, ok, tắt rồi.